Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. My vốn sinh ra trong gia đình nghèo ở nông thôn. Cô không có được ăn học đàng hoàng tử tế như bạn bè cùng trang lứa, mà chỉ được học cho đến hết lớp 9. Thì cô đã phải nghỉ học để theo họ hàng, đi làm thuê kiếm tiền gửi về quê phụ giúp cho ba mẹ. Hồi đầu thì My cũng không có định rời xa gia đình, mà chỉ loanh quanh lẩn quẩn tìm một công việc nào đó làm nhàn nhã gần nhà để tiện vừa có thể kiếm tiền vừa có thể chăm sóc cho ba mẹ. Thế là My chỉ đi phụ mai cho một cửa hàng ở trên huyện. Nhưng rồi sau đó có một dịp người chị họ của My ở trên Sài Gòn về quê để mà chơi và cũng như thăm My và gia đình. Thì cái người chị họ này tên là Lâm. Chị Lâm thì đi làm ăn xa trên Sài Gòn, gốc của chị Lâm thì cũng là ở Hà Nội. Lần này chị về, chị thấy là My đã nghỉ học và xin công việc đi làm thêm khá là vất vả, mà đồng lương thì cắt cụm. Nên là Lâm mới mở hơi nói với lại My, khuyên My rằng ở Sài Gòn kiếm được cái thu nhập cao hơn rất nhiều, gấp 2, gấp 3 lần so với đồng lương mà em làm ở quê. Và cái người chị họ tên Lâm này còn nói với My thỏ thẻ bên tai, My, chị thấy em xinh xắn như vậy, thì bây giờ em đi theo chị lên Sài Gòn, có chị có em, chị sẽ giúp em xin vào làm cho một cái quán cà phê làm nhân viên bưng bê. Thì thật sự với ngoại hình này của em và cái khuôn mặt cũng như là vóc dáng, làn da và cái sự ăn nói nhỏ nhẹ này, chắc chắn là em sẽ moi ra được rất nhiều tiền từ cái công việc này. Công việc này thì nó cũng nhàn nhã thôi, chị cũng đã làm ở trong cái quán đó suốt một thời gian vừa qua. Vì vậy chị thấy được là ở đó làm việc rất là tốt, mà chế độ cũng tốt, lương cũng khá, mà lại còn được nhận tiền bo của khách hàng rất nhiều. Chỉ cần một ngày em làm việc 8 tiếng đồng hồ và công việc của mình là em chỉ cần là bưng bê đồ ăn hoặc là thức uống đến phục vụ tại bàn cho khách. Đồng lương mỗi tháng, lương cứng thì khoảng tầm 6 đến 7 triệu, chưa kể là tiền bo của khách. Và cái nghề này thì đa số mình sẽ sống và dư giả thoải mái nhờ vào tiền bo của khách đó em. Thì chị Lâm mới nói thỏ thẻ với My về cái con đường mà chị Lâm đã đi trước và khá là thành công. Đó là cái công việc làm nhân viên phục vụ quán cà phê. Trong khi ở quê thì My phải cắm mặt vào nhặt chỉ ở những cái cửa hàng quần áo cho người ta. Mà nhặt chỉ vụn ở trên đồ mà người ta may gia công thì cái đồng lương đâu có bao nhiêu. Từ sáng sớm làm cho tới chiều tối khuya, mà hoa cả mắt luôn, chống cả mặt luôn, cúi cổ để mà làm, đau cả cổ luôn. Nhưng mà một ngày chỉ kiếm đâu đó chưa tới 100.000 đồng. Nhìn cảnh ba mẹ ở quê vẫn còn khổ cực nhiều quá, và suy nghĩ nếu mà mình chỉ làm bám díu ở đây thì thật sự không biết tới lúc nào có thể giúp cho gia đình, giúp cho bản thân. Nên khi mà chị Lâm nói những cái điều đó giống như là khai mở, khai sáng trong cái đầu của My ra. Nghe chị mình nói như vậy kiếm tiền dễ quá và lại làm ăn chân chính, nên My quyết tâm là về nhà xin ba mẹ cho lên Sài Gòn theo với chị Lâm chuyến này để mà đi làm ở trên đó. Thời điểm đó là My đang ở cái chạc tuổi 17 tuổi rưỡi, da của My trắng phỏng phao, khuôn mặt thì rất là cuốn hút. Và nhìn thân hình thì của My ai cũng đoán là My phải tầm đâu đó 20 tuổi chứ không có ai tin 17 tuổi rưỡi cả. Bởi vì là My dậy thì sớm. Ngay ngày đầu theo chị Lâm đặt chân lên Sài Gòn, ở chung phòng trọ với chị Lâm. Và cái người chị họ này đã đưa My đi mua váy, mua áo, giày cao gót và đồ trang điểm. Sau đó thì chị Lâm còn dạy My cách trang điểm để mỗi ngày make up đi làm. Rồi chị Lâm còn hướng dẫn My từng bước đi, mình phải đi làm sao cho nó điệu nghệ, uyển chuyển để mà cho những cái người khách đến quán cà phê người ta sẽ nhìn mình mà người ta thích, rồi người ta sẽ bo mình nhiều. Rồi chị Lâm còn hướng dẫn My là những cái mẹo khi mà mình đi làm, cách làm sao để mình dễ moi tiền của khách, để mình có thể ăn điểm trong mắt của khách, và cách làm sao để mình từ chối khéo những cái lời mời mọc của khách mà mình không có thể nào mà đáp ứng được, mình từ chối làm sao để khách người ta không phật lòng. Thì chị Lâm là người đã làm kỳ cựu ở quán cà phê này rồi, nên là trao cho My những cái kinh nghiệm đường đời của chị ta. Thì My lúc này coi chị Lâm như chị em ruột thịt.
Ở phòng trọ sống cùng chị Lâm thì ngày ngày My cũng biết là chị Lâm đã có người yêu. Và anh người yêu này cũng là ngày xưa là một người khách tới quán cà phê này uống và gặp chị Lâm ở đó. Anh này cũng là con thiếu gia, con của một gia đình giàu có ở Sài Gòn. Vừa đẹp trai, ga lăng, phong độ lịch thiệp mà lại còn chịu chi, nên lúc này My mới ngưỡng mộ thấy chị Lâm thật sự có một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc. Suy nghĩ một lúc thì My mới bắt đầu ngớ người ra là chỉ trong một buổi shopping cùng với chị Lâm thôi mà My đã phải tốn gần mất như là 2 tháng lương ở dưới quê, tức là tương đương khoảng tầm đâu đó 5-6 triệu đồng, bằng 2 tháng lương ở dưới quê lụm chỉ. Lúc này thì My có hơi tiếc, nhưng mà suy nghĩ làm cái gì thì cũng phải đầu tư, thôi thì coi như đây là bước đầu để mình đầu tư vào bản thân và mong rằng sau này sẽ kiếm được nhiều hơn như vậy. Vì Lâm biết được là My đang có cái sự lo lắng về cái đồng lương thu nhập, do bao nhiêu tiền tích góp đều đổ vô mỹ phẩm và quần áo, nên là chị Lâm mới đưa ra lời khuyên động viên My: em nghe chị đi, đầu tư cái này là chắc chắn sinh lời có lãi, chứ không có phải là thừa đâu mà em buồn em lo. Chị là chị làm cái nghề này ở đây là gần như là 5 năm rồi, nên là chị biết em mặc mấy cái đồ này vô chắc chắn là khách người ta thấy người ta đê mê, người ta bo em còn nhiều hơn cái đồng lương mà em lãnh được ở đây. Với lại là biết đâu cơ may em lại có cơ hội là tiếp xúc được với rất nhiều những cái người mà thiếu gia, con nhà giàu, đại gia, người ta lui tới đây, người ta bàn bạc làm ăn, rồi người ta ký hợp đồng ở đây, rồi nhiều khi mình có nhiều cơ hội gặp những cái dân nhà giàu tay chơi thứ thiệt ở đây, rồi cuộc đời em nó sẽ mở ra một trang mới. Khi mà nghe chị Lâm nói vào những cái lời đó giống như góp thêm động lực, mất một tháng thử việc tại quán cà phê, My được nhận vào làm chính thức với mức lương 6 triệu đồng một tháng. Và những gì mà người chị ấy nói với mình hoàn toàn không sai. Từ khi My vào làm việc ở quán cà phê thì quán cà phê bắt đầu càng lúc đông khách hơn. Và đa số những vị khách tới đây, câu cửa miệng của họ luôn hỏi với cái người quản lý ở quán cà phê rằng: hôm nay My có đi làm hay không? Hôm nay My làm ca mấy giờ tới mấy giờ? Đại khái là có rất nhiều người tới đây, đặc biệt là nam, tới đây đều đa số là hỏi tới My và My thôi. Thì từ lúc này thì chị Lâm cũng có hơi một chút gì đó gọi là khó chịu, bởi vì là mình làm đây gạo cội lâu nay. Hồi xưa mình làm cũng được rất nhiều người khách quen, người ta yêu cầu, người ta thích mình, người ta bo mình. Bây giờ bao nhiêu tiền bo nó đều chui vào túi của My hết, nên là chị Lâm có phần cạnh tranh. Từ khi My vào làm việc ở quán cà phê thì nó đông hẳn, vì là rất nhiều con trai tới đó chỉ để ngồi ngắm người đẹp. My được chủ quán rất coi trọng, xem trọng, bởi vì là từ ngày có My thì doanh thu của quán cà phê cũng tăng lên. Đi làm được hơn 2 tháng mà đã có nhiều con trai tán tỉnh My rồi. Tuy nhiên thì My cũng tâm sự với chị Lâm là lúc nào em cũng có nhiều lời mời mọc mà em không biết từ chối làm sao cho nó khéo. Thì chị Lâm mới hướng dẫn My, dặn dò My là đàn ông á, mà nó có tán á, thì kệ bọn nó đi, em đừng có quan tâm. Nó bo đó thì em nhận, nhưng mà rủ đi chơi á, thì em tuyệt đối là đừng đi nha. Bởi vì á, là chị thấy á, có mấy cái thằng con trai nó tới quán mấy ngày nay á, nó địa em á, thì đa số là toàn là mấy cái thằng thanh niên trôi trôi gì đó không hà. Nó chỉ chơi bời thôi, nó dụ em. Rồi nó lấy đi cái đời con gái em, nó dụ cho em ẩn cái bụng bầu ra, rồi lúc đó nó tính tới cái bài là chuồn luôn. Cho nên đời con gái coi như là tiêu nha. Em phải biết là những cái lời mà những cái cậu thanh niên nó nói thì em bỏ ngoài tai đi. Nghe lời chị Lâm nên là My từ chối khéo mọi lời mời của những người con trai cũng như là những người đàn ông đến gạ gẫm. Chưa có được lòng người đẹp, chưa có được một cuộc hẹn hò hay nói chuyện với người đẹp, thì những cái người con trai này lại càng muốn chinh phục và càng cố gắng lui tới quán cà phê đông hơn và trở thành khách quen ở quán cà phê. Một hôm có một ông khách đứng tuổi vào uống cà phê và bàn chuyện làm ăn hay là nói chuyện tâm sự với một người bạn, nhưng nhìn vẻ ngoài hình thái thì đoán được ông ta là Việt Kiều. Sau khi ông ta và bạn ngồi cà phê, uống cà phê và nói chuyện với nhau một lúc thì người bạn của ông ấy đứng dậy ra về, nhưng mà ông ta thì ông Việt Kiều này thì ông vẫn ngồi nán lại ở quán cà phê. Lúc này thì ông Việt Kiều mới ra tín hiệu kêu My tới và nói với My là bưng cho ông ta thêm một ly nước khác, hỏi chuyện My vài câu bắt chuyện. Trước khi về thì cái ông Việt Kiều này mới bo cho My hẳn 3 triệu đồng vào trong túi.
Và sau khi mà đi ra tới trước cửa quán chuẩn bị về thì ông ta còn ngoái đầu lại và yêu cầu gặp chủ quán để nói chuyện riêng bên ngoài. Sau khi về nhà trọ, chị họ là chị Lâm mới bắt đầu hớn hở. Trời ơi, em may mắn quá Mi ơi, trong đời làm cái nghề này, chị làm ở đây 5 năm trời và cũng như là có rất nhiều người làm ở đây cái ngành giống mình. Mà chưa có ông khách hàng nào mà sợp đến mức mà có thể là chỉ gặp nhau có lần đầu tiên mà bo cho mình hẳn 3 triệu đồng. Chắc là ông ta thích em lắm rồi đó Mi. Tuy là chị thấy ông này ông có vẻ hơi già đó, nhưng mà nếu vậy là ông này ông chịu chi mà ông giàu lắm đó, ông mới dám chi cái số tiền lớn như vậy, thoải mái như vậy. Với lại là em có tìm hiểu sơ ông ta chưa? Thì lúc này Mi mới trả lời với chị Lâm. Dạ lúc nãy ông ta có hỏi em ít câu, thì ông ấy cũng có tự giới thiệu bản thân là ổng là Việt Kiều Mỹ. Ông ta là tên Trung, năm nay là 58 tuổi, đã thôi vợ được 5 năm rồi chị. Chuyến này ông ấy về là để bàn bạc công việc cũng như là về một mình thôi. Về để mà bàn công việc và cũng như là kết hợp là chơi ở Việt Nam một thời gian, rồi sau đó ông sẽ trở về Mỹ. Và ông ấy cũng có nói với em là ông để ý em, nhưng mà ông có nói là ông sẽ không có làm gì em hết và không yêu cầu gì em hết. Ông chỉ muốn là kết giao thêm một người bạn thôi, và ông sẽ lui tới quán cà phê này nhiều hơn trong suốt cái khoảng thời gian ông về Việt Nam chuyến này. Thì ông chỉ nói với em tới đó thôi. Thì khi mà My kể với chị Lâm như vậy thì chị Lâm mới nói trên đời này làm gì có đàn ông nào mà tốt như vậy. Họ cho em nhiều tiền mà họ lại còn không yêu cầu gì ở em, chị không có tin đâu. Và rồi vài ngày sau thì cái ông Trung Việt Kiều Mỹ này lại tiếp tục đến quán cà phê một lần nữa. Cả buổi ông ta chỉ ngồi rồi nói chuyện với My mà thôi. Nhìn người đàn ông đầu hai thứ tóc, hơn cả tuổi bố mình mà cứ xưng là một tiếng anh hai tiếng em. Ban đầu thì My cũng ngại lắm, mình xưng hô mà mình cứ gượng làm sao đó. Nhưng khi mà thấy ông Trung ổng ấy nói chuyện với mình niềm nở và dễ nghe quá, thì My cũng dần dần trôi qua cái sự ngượng ngùng đó luôn và trở nên là nói chuyện thân thiện thoải mái. Những ngày sau đó thì ông Trung không những ghé quán cà phê mà còn mỗi lần ghé là mua cho My một phần quà, hai phần quà, rồi mua rất nhiều những cái món đắt tiền. Trong số đó, ông ấy còn tặng cho My cả một cái điện thoại smartphone thứ thiệt. Bởi vì ông ấy thấy rằng là My không có xài điện thoại gì xịn mà vẫn còn xài một cái điện thoại bình thường chỉ được nghe gọi. Nên để tiện liên lạc thì ông ta đã tặng cho My hẳn một cái món điện thoại smartphone thứ thiệt luôn. Rồi sau những cái buổi mà làm tan ca ra thì ông Trung còn đưa My đi ăn, đi uống và đến những cái nơi nhà hàng sang trọng, đẳng cấp chưa bao giờ trong đời My được ghé đến. Quả thật là ông ấy yêu My một cách trong sáng, thật lòng và muốn cưới My về làm vợ, bởi vì ông thấy cái tính của My hiền, khờ, ngoan. Nói gì nghe đó mà lại không có một cái lời nào phàn nàn, khó chịu, gắt gỏng gì với ông cả. Mỗi lần ở gần gũi với My, ông đều cảm thấy rất thoải mái và thư thả. Nên là ông ngỏ ý là chuyến này thôi thì không có định là bước thêm bước nữa. Cũng chưa định là sẽ đi tìm hiểu về ai cả, nhưng mà cái cơ duyên nó tới thì thôi mình cũng nhanh tay mình nắm giữ. Nên ông muốn là sẽ về gặp gia đình của My để xin hỏi cưới My càng sớm càng tốt. Và thế là trong vòng khoảng tầm 3 tuần sau thì My quyết định là dẫn ông về ra mắt gia đình. Và trong cái chuyến về đó, ông Trung cũng đã cầu hôn My ngay tại cái vùng quê của My luôn. Khi mà My đã được một người đàn ông giàu có là Việt Kiều Mỹ ngỏ lời cầu hôn mình, My sững sờ không tin vào những gì trước mắt mình đang có và tương lai mình sẽ có. Không ngờ cái số của mình nó lại là 180 độ đổi đời như vậy, một cách nhanh cực kỳ. Cô may mắn tới vậy, cô không ngờ luôn. Và cái hôm mà ông Trung làm một cái lễ đón dâu thì cả nguyên cái làng chỗ mà nhà My ở đều ló mắt lên khi mà chú rể dám thuê hẳn một dàn siêu xe ô tô sang trọng về đón dâu. Và đám cưới của My gọi là to nhất cái làng đó luôn. Lúc này thì chị Lâm, chị họ của My càng ngày càng ghen tị cô em mình, là không ngờ. Ngày xưa không bao giờ tin là trên đời này là có hoàng tử đó, mà vậy mà cuối cùng trong đời của con em gái mình lại gặp được một ông hoàng tử có thể là cho tất cả mà không cần mưu cầu điều gì hết. Và sau khi mà My lấy chồng thì ba má của My bắt đầu cũng được nhờ rất nhiều. Ông Trung về quê thấy gia cảnh của My, ba má My rất là nghèo khó,
Nên là trước khi mà làm cái đám cưới thì ông đã bung tiền ra cho ba má mi sửa cái nhà sơ sơ lại. Và cái sự sơ sơ đó nó cũng mất khoảng 400 triệu để mà sửa sang lại căn nhà và sắm sửa một số đồ linh tinh. Cái ngày theo chồng về dinh thì mi cũng chẳng cần phải mang theo bất cứ một cái thứ gì về nhà chồng hết, bởi vì là ông ấy đã mua hẳn cho mi một căn chung cư cao cấp. Và cái căn chung cư này tại Sài Gòn, sau khi vợ chồng cưới xong thì về đó ở. Mỗi lần ông ấy về Mỹ thì My ở đó một mình. Và ông Trung định rằng là qua bên Mỹ thì sẽ mở hồ sơ bảo lãnh để rước vợ qua liền. Nên cái căn nhà ở Sài Gòn mua rồi để đó cho My ở tạm. Sau này mỗi dịp vợ chồng có về Việt Nam thì sẽ có nhà có cửa để ở. Và dĩ nhiên đối với My mọi thứ đều được ông Trung Việt Kiều Mỹ lo lót hết tất cả. Từ đường đi cho tới nước bước, My không cần phải rầu, phải lo, phải suy nghĩ gì về tài chính hay cuộc sống nữa. Từ ngày cưới ông Trung xong thì My bắt buộc phải nghỉ, không còn làm cái nghề bưng quán cà phê. Đêm tân hôn với ông Trung có lẽ là đêm háo hức nhất của một cái đời con gái, và cũng như là đối với ông Trung cũng vậy. Một người đàn ông ly dị vợ 5 năm trời, cái chuyện mà ông ta có đã từng ăn nằm lăn chạ với phụ nữ khác hay không thì mình không cần biết, nhưng chắc chắn là đây là cái mối tình mà sau 5 năm vợ mất, đây là mối tình làm cho ông rung động con tim. Và dĩ nhiên cái quan hệ mà giường chiếu mà nếu mình đi đôi với có tình cảm thì nó phải là cái cảm xúc lâng lâng hơn nhiều. Đêm tân hôn thì ông Trung mới nói với My á, hay là bây giờ em thay cái váy cưới ra đi và em mặc cho anh cái chiếc váy ngủ bằng ren này nè, anh mua anh tặng cho em để mà đêm tân hôn em mặc cho nó đẹp. Lúc này thì My mới bắt đầu cầm cái chiếc váy đó và đi tắm rồi thay cái chiếc váy của chồng mình tặng. Khi My bước ra khỏi nhà tắm, ông Trung nhìn thấy đã không thể nào kìm nén được cái cơn nhục dục. Khi thấy thân hình của một cái cô vợ 18-19 tuổi lấp ló bên sau lớp rèm mỏng. Tuy là đầu của ông Trung đã hai thứ tóc, nhưng mà chồng của My lại đúng cái độ tuổi bây giờ là hồi xuân, nên ông Trung không kìm nén được bản thân mà ôm vội cái cô vợ trẻ này bế thóc lên trên giường. Quá hứng khởi, ông đã quên luôn cả cái màn dạo đầu mà đòi nhập cuộc luôn. Thế nhưng vừa chạm tới ngay chỗ cái vùng nhạy cảm của My thì My bắt đầu la lên và kêu rằng em đau quá, em không chịu được nữa. Lúc này ông Trung ngớ người ra mới giật mình mất mấy giây. Ông mới chợt nghĩ ra, ồ vậy tính ra là mình càng may mắn khi mà công sức tiền của mình bỏ ra để cuối cùng mình có được một người vợ còn trinh trắng trong thời đại hiện tại là nó thuộc dạng là hàng hiếm. Ông Trung quá mừng, ông quyết định không vồ vập với vợ mình nữa mà âu yếm vuốt ve lấy lại cảm giác cho vợ. Tuy nhiên, một người đàn ông giàu kinh nghiệm giường chiếu lẫn tình trường với một cô gái 18 tuổi lần đầu làm chuyện ấy, nó không thể nhờ nào mà gọi là hòa nhịp ngay và bắt nhịp được kịp. Ông Trung thì thích cái kiểu nọ rồi lại thích cái kiểu kia. Còn My á, thì mọi thứ trong mắt My đều lạ lẫm, không có biết làm gì cả, nói chung chồng kêu gì làm đó. Và khi mà mỗi lần ông Trung chạm vào cái vùng kín của My á, là vì My cứ phải là thét lên rằng là cứ đau và không cho máy đụng vào. Và đêm đó, đêm tân hôn đó, hai người vật vã mất gần 2 tiếng đồng hồ mọi chuyện mới xong xuôi. Sau khi mà hai người đã ăn nằm với nhau xong, ông Trung mới bắt đầu nhìn thấy cái tấm ga giường của hai vợ chồng có một cái dấu màu hồng. Ông cười mãn nguyện rồi lăn ra ngủ khò khò. Đêm đó My nằm thao thức không tài nào chợp mắt được. Mặc dù cơ thể lúc này nó đang rất là ê ẩm, rất là đau trong mấy tiếng đồng hồ vật lộn với nhau, nhưng mà trong lòng của My lại rất là hạnh phúc, bởi vì mình đã trao tấm thân mình cho đúng nơi đúng chỗ. Nhưng rồi sau cái đêm tân hôn xong, khoảng tầm vài tuần sau thì ông Trung phải quay trở về Mỹ để mà bắt đầu bắt lại cái nhịp sống bên kia và cũng như mở hồ sơ bảo lãnh vợ cho nó qua kịp, càng sớm càng tốt. Chính vì khoảng thời gian mà ông Trung đi qua bên Mỹ thì My ở Việt Nam, ở trong căn chung cư đó rộng lớn, một mình quá buồn, nên My mới rủ chị Lâm qua bên nhà ở chung với mình trong thời gian chồng mình đi. My mới nói với chị Lâm là chị ở phòng trọ đó thì chị vẫn cứ ở đi, nhưng mà khi chồng em đi thì chị dọn qua bên đây ở chung với em cho có chị có em cho vui. Ở bên đây nhà cửa tiện nghi hơn nhiều so với phòng trọ nhỏ nhỏ hẹp của chị. Thì lúc này chị Lâm mới bắt đầu mừng rỡ, tay xách nách mang ôm vali qua bên căn hộ của My để mà sống. Sau khi qua đó ở thì chị Lâm mới bắt đầu thường xuyên
dẫn cái anh người yêu của chị Lâm là cái anh thiếu gia nhà giàu á, đi về nhà để mà nấu ăn, nấu uống và ba người ăn uống chung với nhau. Thì trong khoảng thời gian gọi là xa mặt cách lòng thì nó cũng không phải là xa mặt cách lòng gì, mà là cái vấn đề ở đây là cái ông Trung ổng đi qua Mỹ, mà trong khi á My á là cái cô con gái 18 tuổi lần đầu làm chuyện ấy với lại ông Trung. Tự nhiên mới được ấy có vài ba lần thì bây giờ chồng đi Mỹ luôn rồi. Dĩ nhiên là cái người con gái lần đầu trải nghiệm cái cảm giác mà quan hệ rồi á, làm chuyện ấy rồi á, họ sẽ bắt đầu bị ghiền. Giai đoạn đầu họ sẽ cực kỳ bị ghiền luôn, tại vì họ cảm thấy giống như họ muốn tìm lại cái cảm giác mà sung sướng hưng phấn đó. Nên á là khi mà chồng xa vắng như vậy thì My bắt đầu khó chịu trong lòng. Và trong cái khoảng thời gian chị Lâm qua ở, và chị Lâm thường xuyên dắt cái người yêu của chị Lâm là cái anh thiếu gia về nhà ăn đó, ở đó và chơi đó, tới đêm thì cái anh đó về nhà. Và cái câu chuyện nó cứ xảy ra như thế. Lâu dần thì My tiếp xúc với cái anh thiếu gia này. Anh thiếu gia này thì khỏi phải nói rồi, ảnh là có ngoại hình đẹp trai, trẻ trung. Ảnh hơn My đâu đó khoảng tầm 7-8 tuổi mà thôi. Cho nên thật sự là giữa My và anh đó đi với nhau có phải gọi rằng là một cái cặp gọi là trai tài gái sắc rất là hợp cả luôn. Rồi cộng thêm nữa là anh này đẹp trai, ga lăng, tuấn tú như vậy thì dĩ nhiên phụ nữ nào mà nhìn không mê. Nên là trong cái khoảng thời gian ba người gần gũi gặp nhau trong cái căn hộ của My, chơi với nhau, ăn uống với nhau như vậy lâu dần thì My đã thèm muốn, thèm khát được ăn nằm với cái anh thiếu gia này để thỏa mãn trong những cái ngày xa chồng. Thì lúc này cái ông chồng Việt Kiều là ông Trung á, ổng ở bên Mỹ thì ổng đâu có biết vợ mình ở đây là dắt dắt chị họ về nhà ở, rồi dắt người yêu chị họ về nhà ăn uống. Ông ấy đâu có biết. Mỗi lần gọi điện á là My đều bắt đầu chui vô phòng ngủ riêng của mình, nói chuyện, bật video call nói chuyện với chồng và hoàn toàn thể hiện giống như là ở đây em rất là ngoan, em luôn là giống như ở đây để mà chờ chồng về, chờ chồng bảo lãnh em, giống như là thể hiện mình là gái ngoan vô đối luôn. Nên là ông Trung cực kỳ tin tưởng vợ mình. Đặc biệt hơn là ông Trung có cái lòng tin nhiều hơn, tôn trọng My là bởi vì á thấy rằng con gái 18 tuổi mà ở dưới quê lên Sài Gòn đi làm cái nghề bưng bê phục vụ quán cà phê mà lại vẫn còn trinh. Nên ông biết rằng là My là người con gái đàng hoàng, thủ tiết. Vì vậy mà từ ngày lấy My về là ông tuyệt đối tin tưởng My là người phụ nữ không có phải cái kiểu mà tầm bậy tầm bạ tào lao. Rồi thế là bắt đầu câu chuyện nảy sinh giữa My và cái anh chàng thiếu gia bồ của chị họ là chị Lâm. Bắt đầu xảy ra đó là cái ngày hôm đó, chị Lâm và cái anh này nè, hai người cãi nhau cái gì đó bên ngoài không biết nha. Cãi nhau cái gì đó, sùm gì đó, giận hờn gì đó không biết. Thì cái chị Lâm này nè mới đi qua nhà một cái người bạn khác của chị để mà chị ở. Chị không có muốn quay về căn chung cư của My, mà chị cũng không quay về phòng trọ của chị. Bởi vì là chị không muốn cho cái anh chàng người yêu của chị biết được là chị đang ở đâu để mà tìm chị. Chị muốn trốn để mà cho cái anh đó ảnh cuốn lên, ảnh sợ một phe, để mà sau này ảnh đừng có chọc chị, ảnh đừng có chừa cãi lộn với chị nữa. Thì chính vì là chị Lâm mất tích một cách là vô cớ như vậy thì cái anh chàng thiếu gia bắt đầu lăng xăng đi kiếm người yêu của mình. Về phòng trọ cũ không thấy chị Lâm đâu, qua bên căn chung cư gặp My thì chị My cũng nói rằng là không có chị Lâm ở nhà. Lúc này thì cái anh chàng thiếu gia mới bắt đầu buồn và My mới mời vào nhà rồi mới tâm sự anh em với nhau, mới hỏi rằng là sao anh tìm chị Lâm, hai người gây nhau nữa hay sao, có chuyện gì này kia. Thì khi mà hai người nói qua nói lại với nhau như vậy thì cái anh chàng thiếu gia mới bắt đầu tâm sự rằng chị Lâm, chị của em cái tánh rất là kỳ, thường hay giống như bắt lỗi bắt phải anh á, những cái chuyện nó không có đáng, rồi nạnh hẹ, rồi làm cho nó to chuyện lên, anh rất là mệt mỏi. Thì khi đó My lại xuất hiện với một cái bộ dạng ôn tồn, nhẹ nhàng, không bao giờ cao có với đàn ông, không bao giờ lèm bèm hay là bắt lỗi gì hết. Dĩ nhiên người đàn ông nào thấy cũng thích, thấy là yêu liền. Thế là trong cái ngữ cảnh, cái anh thiếu gia này đang rất khó chịu với người yêu mình như vậy, cảm thấy chán nản với cái chị Lâm này, thì bây giờ My xuất hiện với một cái bộ dạng ngoan hiền, dễ thương, nết na như vậy. Người đàn ông này đã bắt đầu chú ý tới My. Và cái ngày hôm đó hai người đã có quan hệ với nhau. My hoàn toàn quan hệ trên cái tinh thần là tự nguyện. My muốn được thỏa mãn bản thân và cũng như là cũng có nảy sinh tình cảm với cái anh chàng của người yêu của chị họ mình. Câu chuyện đó nếu như mà nó không phát hiện gì thì nó cũng sẽ là một cái chuyện bí mật giữa cả hai thôi. Nhưng mà vì sao cái lần đầu đó hai người quan hệ với nhau, giữa My và anh chàng thiếu gia đó quan hệ rồi, hai người bắt đầu ghiền,
Ghiền ở cái chỗ là cái anh chàng này giỏi ở cái khúc dạo đầu. Mỗi lần á, làm quan hệ với My á, thì cái anh này giỏi ở cái khúc dạo đầu, trong khi ông Trung á, chồng của My á, thì ông ta nhào vô là vồ vập, nhào vô á, là làm liền. À, cho nên là đối với My ở gần quan hệ với cái anh này thì My cảm thấy My được hưởng thụ nhiều hơn. Chính vì điều đó thì My muốn tìm lại cái anh chàng thiếu gia này và quan hệ nhiều lần hơn nữa. Và dĩ nhiên câu chuyện nó sẽ không có gì nếu như mà nó chỉ có ở một cái lần đầu duy nhất và khép lại tại đó. Sau khi mà cả hai nảy sinh thêm nhiều lần lén lút, cuối cùng thì chị Lâm phát hiện ra, chị Lâm nghi ngờ và chị Lâm phát hiện ra, dĩ nhiên một người phụ nữ lên Sài Gòn lăn lộn ở ngoài xã hội trước My nhiều năm thì chắc chắn người ta sẽ có một cái nhìn tinh ranh và dễ nhìn, dễ phán đoán hơn nhiều rồi. Lúc này thì chị Lâm biết là hai người như vậy với nhau và bồ của mình cắm sừng mình, còn em của mình, cái đứa em mà mình dẫn dắt cho nó lên Sài Gòn, giúp nó từ đường đi nước bước, giúp nó để mà nó kiếm được tiền, rồi cuối cùng nó gửi tiền về nhà xây cho ba má, rồi lấy được một ông chồng Việt Kiều giàu sụ như vậy. Mà cuối cùng bây giờ nó đối với mình thì như vậy. Mình thì bây giờ vẫn còn ở trọ, mình bây giờ thì vẫn chưa có chồng, cặp với cái anh chàng thiếu gia bao nhiêu năm nay mà chưa có được một cái lời cưới hỏi cưới xin gì hết. Trong khi đó con em chân ướt chân ráo lên Sài Gòn mới có 2-3 năm mà nó đã có được tất cả trong tay, thì dĩ nhiên chị Lâm mới bắt đầu nổi điên lên. Và chị Lâm không hoàn toàn là vạch mặt hai con người này ra, mà chị Lâm lén lút đặt camera nhỏ mini ở trong nhà. Và cái con mắt camera nó đã lưu lại hết những cái cảnh mà hai người giữa My và cái anh chàng thiếu gia bồ chị Lâm quan hệ ngay trong cái căn chung cư đó. Chị Lâm mới bắt đầu lấy những cái đoạn video đó, những cái hình ảnh đó, gửi hết tất cả cho ông Trung bên Mỹ. Lúc này ông Trung á, vừa thấy xong là lên tăng xong luôn quý vị. Bởi vì á, mình đã rót tiền cho người yêu quá nhiều mà mình không chưa nhận được một cái gì gọi là từ em hết. Tức là từ ngày cưới em tới giờ đa số là mình cho, còn mình chưa có nhận được gì hết. Mình nhận ở đây là mình nhận cái sự quan tâm từ em, mà mình ốm đau bệnh hoạn, mình có em bên cạnh chăm sóc, đó gọi là cái nhận. Còn ngày hôm nay cho tới ngày hôm nay luôn, cái cuộc hôn nhân giữa ông Trung và em My chưa hề là ông Trung là người nhận được gì, mà chỉ là cái người cho thôi. Ngoài cái nhận đầu tiên đó là cái nhận là được lấy cái màn trinh của em My ra, thì có chung là không có nhận được cái gì từ cái tình cảm chân thành của My dành cho ông Trung cả. Ông Trung hoàn toàn suy sụp. Nhưng mà bây giờ đâu có đòi được nữa đâu. Lấy tiền cho gái thì không đòi được đâu quý vị. Cái câu đó là câu cửa miệng luôn. Và dĩ nhiên là thêm một cái nữa, là ngày xưa lúc mà ông Trung á, mua cái căn chung cư cao cấp ở Sài Gòn này cho My, ông đã để cho My đứng tên căn nhà đó. Bởi vì lúc đó quá tin em, quá thương em, nghĩ rằng là em trao cái đời trinh trắng cho mình, là em tự mình trân trọng em vô cùng, nên mình tặng em coi như đó là một cái món quà mình tặng cho người vợ. Và thế là căn nhà đó là My toàn phần đứng tên. Căn nhà ở dưới quê ba má My xây, sửa mọi thứ, trang thiết bị trong nhà sắm sửa cũng là ông Trung rót tiền vô. Nhưng bây giờ những cái tiền đó nó cũng chỉ là tiền trao cháo múc, không có một cái giấy tờ bằng chứng hay cái gì cả, gọi là cho mượn hay là cái gì cả. Cho nên là hoàn toàn coi như tiền đó là cho hết luôn rồi. Bây giờ ông Trung ra đi giống như là không có được gì, ngoài cái chuyện là lấy được cái mạng trinh của em My. Thất vọng ê chề, ông Trung quyết định là không bảo lãnh cho My qua bên Mỹ nữa, và bắt đầu là ly hôn cái em My này luôn, cũng như là không về Việt Nam gặp My nữa. Thì đây là một câu chuyện có thật của một cái ông Việt Kiều Mỹ khi mà về Việt Nam để mà tìm vợ. Thật ra nói là tìm vợ thì ông này ông hoàn toàn không có định tìm, mà là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau quý vị. Nhưng mà cái duyên số này nó lại đưa cho ông Trung vào cái bước đường cùng. Thì đến đây video xin phép được khép lại, và rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị cô chú anh chị mình có thể để lại một vài những cái bình luận nhận xét bên dưới video ngày hôm nay. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.